Tuyến đường Hoàng Văn Bổn, Thiện Tân thuộc dự án BOT đường DT768 do công ty cổ phần Sonadeji Châu Đức, Đồng Nai làm chủ đầu tư, vừa dặm vá đã hư hỏng, mặt đường đầy ổ gà ổ voi như 7 người đi đường. Tuyến đường dài hơn 6 km có điểm đầu tại quốc lộ 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, nối vào DT768, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Đồng thời đây còn là đường kết nối với tỉnh Bình Dương thông qua cầu Thủ Biên. Trong những ngày đi thực tế, Tuổi Trẻ Online đã tận mắt chứng kiến nỗi khổ của người dân. Tài xế ra vào con đường Hoàng Văn Bổn, xe máy, xe tải, xe khách nhích từng chút một chông chênh trên sình lầy. Theo ghi nhận, đoạn đường BOT dài khoảng 1,4 km từ nút giao quốc lộ 1 đến nút giao với đường Nguyễn Trường Tộ xuất hiện hàng trăm ổ gà ổ voi. Mặt đường bong tróc, lồi lõm, sình lầy như những chiếc bẫy 7 người đi đường. Chỉ trong một buổi sáng, có hàng chục xe máy té ngã do đường trơn trượt, sụp ổ gà ổ voi. Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng sớm sửa chữa tuyến đường này để đi lại thuận tiện hơn, đảm bảo an toàn giao thông và tránh được những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.